Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, hiện tại mình đang ở đường Trường Sa nha. Giờ mình sẽ đi vào cái đường Phan Thanh Giản. Cái đường này thì nó cặp mé sông này, đi thẳng tới là đi tới cầu quay. Ở bên đây thì đa phần thì toàn là dừa không à. Ở đây thì dừa rau củ là nhiều nhất. Ở khu ngoài đây thì quán nhậu, quán ốc đồ. Bây giờ thì nó đã vắng rồi, mình nhớ hồi xưa cái chỗ này buôn bán tấp nập chứ lắm. Hồi đó là cái phía sau lưng mình đó là đó tàu biển đậu nhiều lắm, mà giờ tàu biển mình thấy còn có mấy chiếc à. Nè còn khu vực này là toàn là dừa không. Ở đây mấy bạn muốn mua đồ gì mấy bạn bán lời hơn thì bạn lại đây mấy bạn lấy ở gần đây nè. Ở đây xe tải để người ta chở đồ đi Sài Gòn và đi các tỉnh lân cận. Nó củ cải đỏ, cà rốt hay cái gì đủ thứ hết. Bắp cải, đậu phộng cũng có nữa, dưa hấu. Ở đây có rau cũng có nè. Nguyên cái dãy này là dừa không luôn. Giờ là người ta đang đi chuẩn bị ta đi giao hàng. Nói chung là mình đi cái đường này mình thấy sáng chiều thì lúc nào cũng có xe tải đậu để chất chở lơ hàng lên á. Nó khoai lang bí đồ đủ thứ hết. Phía trước mặt mình là đường Đinh Bộ Lĩnh nha. Mình quẹo trái thì mình đó là cầu quay. Giờ mình băng qua cái lộ này. Cái đường này thì nó cặp bờ sông Bảo Định. Hồi đó phía bên trái mình thì đó cái sông Bảo Định này ghe tàu đồ đông dữ lắm. Nhưng mà bây giờ đa phần người ta không có đi ghe nữa. Giữa bây giờ đa phần đi người ta đi xe tải không à. Chứ hồi đó là phương tiện giao thông chính là đa phần là ghe tàu mà. Ở đây có gỗ này giống như làm than. Hồi đó mình nhớ là mình mỗi lần mà đò mà ở bên mình đi qua đây á, là ở đây là toàn là ghe đò, nhiều khi mà không có chỗ đậu luôn. Còn bây giờ nhìn ra sông le que có mấy chiếc à. Có khi kiếm một chiếc ghe cũng khó nữa. Hồi đó mình nhớ mình đi á, là mình thấy xuồng ba lá là nó bán quá trời luôn. Hồi đó là như mình nhớ là như 500 ngàn một chiếc á. Mà hồi thở đó là bánh mì là hình như có 500 đồng một ổ, bánh mì thịt đó là có 500 đồng một ổ à. Còn bây giờ không thấy ai bán xuồng ba lá nữa hết. Cái này cặp bờ sông nên đa phần nhà ở đây là nhà sàn là nhiều. Người ta sinh hoạt ở trên sông gì luôn nên nhiều khi sông nhìn nó khá là dơ. Mà cái này là hồi đó giờ. Phía bên trái, phía bên phải mình là đường Hoàng Hoa Thám. Ở phía trước mặt mình là trường tiểu học Hoàng Hoa Thám luôn. Nó học sinh đang đi mua bánh kẹo đồ ăn. Ở phía bên phải mình là cái trường. Còn phía trước thì người ta bán đồ giống như là căng tin cho học sinh. Cái đường này nó khá là hẹp. Phía trước mặt mình hiện đang đây đang làm bờ kè. Đây là công viên bờ kè Phan Thanh Giản. Mình thấy trên bản đồ như vậy
Chứ đây mình thấy không có cây cỏ gì, thấy toàn là cỏ không à. Bên kia thấy đang quy hoạch chắc có mấy cái nhà phân lô bán nhà nền hay gì á. Cái chỗ này thì mới làm lại. Còn ở bên đây thì chưa có làm. Ở đây thì nó còn nguyên thủy. Nên là mình đi buổi trưa nha. Trưa mình đi chắc cũng khoảng 2 giờ. Nào, nếu mà 2 giờ chắc 2 giờ chiều, đúng rồi 2 giờ chiều. Phía trước mặt mình là cầu Nguyễn Trãi. Cái đường này ít ai đi lắm. Mình thì mình liều mạng mình chạy đại. Chỗ này chắc đang giải tỏa để quy hoạch xây cái gì nữa đây. Nãy giờ mình chạy xuống gầm cầu luôn. Rồi clip mình tới đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.